Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 29 tháng 9, 2019. Đến với VTV sáng nay, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng và chào Washington. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng do Đậu Thanh Vân và Bích Phượng thực hiện. Câu lạc bộ đàn ca tài tử Vùng Hoa Tình Đốn tổ chức lễ dỗ tổ ngành sân khấu vào ngày Chủ nhật 15 tháng 9, 2019. Nhằm ngày 17 tháng 8 âm lịch tại nhà hàng Harvest Moon, thành phố Fortress, Virginia, lúc 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Câu lạc bộ này do bà Mary G. Ray sáng lập năm 2014. Linh hồn của câu lạc bộ là MC Thu Thảo và soạn giả nghệ sĩ Nhất Lĩnh. Anh đã sáng tác hơn 300 bài cổ nhạc. Đây là một nhóm trẻ muốn bảo tồn, phát huy nghệ thuật cải lương. Tuy nhiên, không chỉ chuyên về cải lương mà còn có cổ nhạc và tân nhạc nữa. Kể từ ngày thành lập đến nay, câu lạc bộ đã tham gia các sinh hoạt cộng đồng, giúp các chùa đóng góp từ thiện như vụ cá chết ở Việt Nam, v.v. Và hàng năm tổ chức họp mặt tân niên để anh chị em có dịp thi thố tài năng. Có 260 quan khách đến tham dự buổi lễ dỗ năm nay. Các nghệ sĩ gồm có Ngọc Huyền, Cát Tuyền, Quang Minh, Kiều Đông Phương, Ngô Minh Trí, đến từ Cali và các nghệ sĩ trong vùng Hoa Thịnh Đốn. Bên cạnh nghi thức dỗ tổ, bà con còn được thưởng thức những màn tân nhạc như Biệt Kinh Kỳ, Tình Ca Trên Lúa, Kỳ Quan Mẹ, Gánh Mẹ, vân vân, các trích đoạn Lan và Điệp. Tiếng trống mê linh. Và cùng ngày, lễ dỗ tổ sân khấu cải lương do Đoàn Cổ Nhạc Quê Hương long trọng tổ chức vào chiều Chủ nhật 15 tháng 9 năm 2019 vào lúc 6 giờ 30 chiều tại hội trường First Christian Church, thành phố Fortress, Virginia, với sự hiện diện của trên 200 quan khách, văn thi hữu và nghệ sĩ. Đoàn Cổ Nhạc Quê Hương được thành lập vào ngày 14 tháng 3, 2019, do 6 anh chị Ngọc Bích, Lý Bảo, Thanh Uyên, Thanh Tùng, Ngân Hà và chị Hà Vân. Để thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo, nhớ ơn bậc tiền bối, tiền nhân đã khai sáng, tạo dựng các bộ môn nghệ thuật chân chính trong các lĩnh vực cầm, kỳ, thi, họa, kịch nghệ, cải lương. Hàng năm vào ngày 12 tháng 8 âm lịch, ngành sân khấu cải lương có thông lệ làm lễ dỗ tổ khai sáng nghề nghiệp cầm ca. Cúng tổ là một truyền thống, một tập tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ từ quê nhà ra hải ngoại. Là nhân duyên để các nghệ sĩ và đồng hương họp mặt thân thiết, trình diễn cũng như thưởng thức những vở tuồng ăn khách, đồng thời cũng để bảo tồn văn hóa chân chính của dân tộc Việt. Tìm về nguồn gốc, cải lương là một loại nhạc kịch, hát ca, diễm ngâm rất phong phú, phát sinh từ dân gian miền Nam Việt Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cải lương ra đời vào khoảng từ năm 1916 tới 1918, nhưng nói chính xác thì khó ai biết rõ, chỉ hiểu rằng đó là bộ môn nghệ thuật, khởi đầu bằng đờn ca cộng với điều bộ, chỉnh đốn dần, thêm thắt mãi, nên hình thành một hình thức giải trí bình dân, đáp ứng sở thích của mọi tầng lớp, nên được nhiệt liệt hoan nghênh, tán thưởng, mến mộ từ trong nước ra hải ngoại suốt trăm năm nay. Sau gần 4 tiếng đồng hồ thu hút, gây sự chú ý và được sự tán thưởng liên tục của hàng trăm đồng hương, lưu lại đến những phút chót. Chương trình kết thúc vào lúc 10 giờ 30 tối, để lại kỷ niệm đẹp trong lòng khán thính giả mộ điệu. Cô nghe tình yêu thức dậy trong lòng, đến từng thời gian đến bóng hình.